Welcome back to my channel everyone. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh Vợ Việt Travel. Sau khi check in xong, bỏ đồ hành lý vô phòng rồi vợ chồng mình đi ăn tối nè cả nhà. Xong rồi đi khám phá khu vực khách sạn của anh nè. Rồi đi qua bên cái khách sạn của theo cái thiết kế của Pháp nè. Cả nhà cùng mình đi khám phá trong mấy cái khách sạn này có những gì thú vị nha. Let's go. Đây chỗ là food court, câu phụ. Wow. Super gym, play hot. Play hot hả? Look good tại này. Taiwan. Pork rice. Món cổ là Đài Loan. Quảng Đông Sun Vi Cuisine. Oh, food Quảng Đông. Wow, Quảng Đông food look good. Oh, Macau Seafood Store. Oh, Macau food look good too. Okay. Oh yeah, not. They have Shanghai food, Thượng Hải. Food sea deep noodle. Oh. Wow, lot of chichon. Yeah. Oh, Taipei one. Yong con, Lao Siton, pork rice, Japanese food, juice and fruit. Oh, what do you want drink, honey? Oh, five green juice, look good. Huh? Yeah. Maybe healthy for me. Yeah, that one. Yeah. How many pineapple juice? Pineapple juice. Hi. Very big. Đây, món mình gọi ra rồi nha cả nhà. Đây, mời cả nhà cùng ăn tối với vợ Việt nha. Đây, nhìn phía dưới nè, thấy không? Đây, họ làm mấy cái nhà hàng giả, đây fake restaurant. For people came here and they can take pictures. Cả nhà ở chỗ này giống như là tàu điện ở London vậy đó, giống như bên nước Anh vậy đó. Ok, let's go. Chú 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 chú. Wow. Make an escalator for the skywalk. We'll make easy. Làm cho cái thang cuốn này trong cái đường đi bộ trên không này cả nhà. Vậy thì mình đi không phải mệt. Mình thấy cho đi bộ xa vậy. Nhưng mà thực sự là không sợ sợ mệt đâu nha. Gần lắm. Vì cái này là nhanh tới. Very easy to go back and forth. Wow. Cái đường này. Wow. Cái chỗ này đẹp quá, đẹp luôn. So beautiful. So this part is still part of the Venetian. So this is all designed like Venice. In the style. Italy. Cái chỗ này á, trang trí thiết kế theo kiểu nước Ý á. But this Venetian is actually bigger than the one in Vegas. Oh. Ông nói cái chỗ này còn lớn hơn ở bên Las Vegas Mỹ nữa. That's Parisian. Okay, so we're crossing over. We're getting ready to cross over here. Oh, cross? Yeah, from the Venetian to the Parisian. Cái tên dài quá không có nhớ nổi. Ừ.
like Paris and the Plaza Casino, the Paris and Macau. Đi casino rồi cả nhà. Cả nhà cùng vợ Việt đi casino nha. French. Oh, French. Yeah. Đây, thì thiết kế chỗ này là theo kiểu Pháp nha cả nhà. The Parisian Macau là khu nghỉ dưỡng sòng bạc 5 sao trên dãy Cotai, thuộc Cotai Macau, thuộc sở hữu của Las Vegas Sands, nơi có tòa tháp Eiffel rất là đẹp luôn. Khu nghỉ dưỡng Parisian khách sạn 5 sao này được mở cửa vào ngày 13 tháng 9 năm 2016. Even the fountain down is also nice. Đi ở dưới giống như rất là lãng mạn, romantic. Casino's over here. Casino over there. What's that? You say casino over there. Yeah. Casino here. Oh, cả nhà ơi, cả nhà, trời đẹp quá đẹp luôn. So beautiful. Mà mình tới trễ quá, đóng cửa rồi. They close here from 2 oh, yeah. p.m. to 10. And now they close. Yeah. They also souvenir shop here. Sell souvenir. Oh, nhỏ nhỏ dễ thương nè, rẻ. Cheap. Okay, cho mình another time. Hẹn lần sau với Asian style. Là cái thằng máy mà nhìn thấy cái là độc lạ cả nhà. Sao đến cái này nói chuyện với Giang thì ta. Cả nhà ơi hả, vợ Việt đứng như đám cây bông này á, tưởng tượng như mình là người nhà xí siêu á. Mình đứng cười cái bà kia mới lượn lờ giúp mặt mất cười quá. Thì hả, giống như mình đang ở Vương quốc thằng lớn, mình là người bé tí á. Cái cây hoa rất là lớn rồi cả nhà thấy không? Đẹp ơi đẹp luôn. Đây cả nhà coi mấy bông hoa. Đó. Chúng mình lên đây là thấy mình nhỏ bé. Trời ơi chị hoa. Chị hoa. Ủa nó có đèn hết ta? Đẹp lắm luôn. See? Oh yeah. Eiffel Tower? Eiffel Tower. Oh. Giống như là ở Pháp vậy cả nhà. Wow. Cả nhà ơi, giờ Việt đang đứng chỗ này nè mà không có, nó vướng cái đất á, nó không có lấy được hết cả toàn cảnh. Đó, ngay chân thôi. They have place show here. Look very interesting. Coi biểu diễn đèn của tòa tháp Eiffel này, cả nhà tưởng tượng mình đang đứng tại Paris, Pháp á cả nhà. Thì chưa đến Pháp bao giờ, mình chỉ coi trên TV thôi. Nhưng mà hẹn một ngày nào đó mình sẽ tới đó. Nãy giờ tụi mình đi ngắm vòng vòng thì cũng khuya rồi, tụi mình đi ngược lại về khách sạn Sheraton mình ở nè. Cả nhà ơi hả, đứng đây mình thể có thể ngắm cái tòa tháp tuốt đằng kia kìa. Nãy mình đứng bên đó thì nó gần quá, mình không có thấy được toàn cảnh á. Còn ở đây mình nhìn thấy toàn cảnh mà rất là đẹp luôn á nhà. Có dịp tới Macau thì tới đây ngắm cảnh chụp ảnh nha cả nhà. Tại vì không cần tới Pháp đâu, Macau cũng được. Cảnh chỗ này đẹp quá đẹp luôn cả nhà ơi, coi nè. Xa ra nhìn thấy nó đẹp, nó đỏ. Đó. Oh my god, so beautiful.
London style? Yes. This is like the opera house. Video của vợ Việt đến đây cũng xin kết thúc. Hẹn chia sẻ cho cả nhà nhiều hơn vào video kế tiếp. Mình về phòng thì nhận được một cái hộp bánh từ khách sạn, tại vì mình là thành viên của Marriott Bonvoy. Cả nhà xem video thì nhớ cho vợ Việt xin một like, một đăng ký kênh và bấm hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. See you next time.